du lịch biển Tân Thành. Ở phía trước này là cái hướng chính để mình đi vào biển nè. Xung quanh đây có rất là nhiều sạp hàng bán hải sản tươi sống đó mọi người. Lát mình sẽ chọn một cái sạp hàng kêu món ăn tại đó luôn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng đi du lịch biển Tân Thành cùng với mình nha. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cũng là một ngày rất là đẹp trời luôn. Trên cái tuyến đường mà mình di chuyển qua đây, ngoài ruộng thì những cánh đồng xanh bạc ngàn, ngoài đường xe cộ chạy cũng không có đông đúc cho lắm. Đặc biệt là bầu trời không có nắng, mặc dầu giờ này là trưa rồi nha mọi người. Mình di chuyển rất là thoải mái luôn. Đúng là một thời tiết thuận lợi cho mình đi du lịch. Hy vọng là chuyến đi này sẽ đầy thú vị. Từ thị trấn Cần Đước, mọi người di chuyển tầm khoảng 3 km là sẽ đến cái bản Công Trào, thị xã Gò Công này đây. Ngay đây là ranh giới giữa Cần Đước, Cần Giuộc và Gò Công đó mọi người. Tới đây mình đã vào trung tâm thị xã Gò Công rồi đây nè. Và tới đoạn này thì trời mưa nên đường hơi trơn ướt nè mọi người. Phía trước là ao Trường Đua, rất là nổi tiếng ở thị xã Gò Công. Chắc các bạn ở đây cũng khá quen thuộc với cái địa điểm này rồi ha. Thì ở cái ao Trường Đua này, mỗi tối chiều chiều mát mát đó mọi người, thì các bạn trẻ có những cái ghế đá ở đây, ra đây ngồi rồi hóng mát tâm sự, uống một ly cà phê, trà sữa, trà tắc gì đó tâm sự, không gian tuyệt vời ha. Mình càng đi xuống biển Tân Thành á thì trời ống càng mưa nhiều hơn nữa mọi người. Đi ngày hôm nay thì đi ngay cái ngày bão hay sao đó, bận áo mưa suốt luôn. Và cuối cùng thì mình cũng đã đến nơi rồi đây nè. Ở bên này là cái chợ biển Tân Thành. Ngôi chợ này là sát với cái cổng chính để vào cái khu vực biển luôn á. Vào buổi trưa thì chợ cũng khá là vắng. Ở trên đây mình thấy có những cái sạp hàng bán hải sản tươi sống nè. Rồi bây giờ thì mình chuẩn bị tham quan thôi mọi người ơi. Mai đây nướng ngon dữ lắm, 350 kg vậy, tấm tích lượng luôn, tấm tích nữa, tấm tích gần xong, tấm tích bự quá, tấm lớn, tấm tích 1.3 triệu, ngô 300, 320, gạch 550, thịt 3 là bao chắc nha, bao chắc, cua, con này lạ hả? Sầu mưa tỏi. Sầu mưa đó hả? Sầu mưa tỏi. Đây nó hơi nhỏ hả anh? Có bự nha em. Em có dọp kìa. Thôi mua dọp kìa. Thôi bự 150. Dọp bự nè. Dọp nướng mà. Dọp này bán sao? Dọp nó bự cho. Cua này ngon rồi quá. Chắc nha. Thôi chắc nha, con dọp này bán sao chị? Dọp nó 60. Ở ngoài đường có bán không? Con không kẻ hả? 35 nhà dọp xong á. Con này nước mặn mà. 9.5 em. Ủa dập xong rồi mấy ngon, không là dập mặn chứ chị? Dập trong cho ngon, dập mặn được. Dập xong đâu sao đâu lợi như vậy. Có hàu nướng, có mai nữa, tôm sú nữa kìa. Đúng rồi em. Ờ em. Có bịch tuột, giống lá mè, bún với đậu quá. Ngon cực kỳ luôn. Đang gì á? Đang gì không em? Ba món này. Ốc hương mà, nãy ốc hương mà. Dạ. Ốc hương có ốc hương bự không? Với ốc hương này ăn không nào? Có tô mua đi kìa em, mua đi nước còn nhiều quá ăn xong hết. Chút nữa đây ăn hết. Ăn loại nào em? Lên này 150 nè.
này. Cuối cùng thì mình cũng chọn được món rồi. Và đang ngồi ở phía trong này. Ở đây có những cái bàn để cho khách du lịch ngồi ăn luôn á mọi người. Và có chỗ để chế biến món ăn luôn. Nếu mà mọi người thích ngồi ăn với cái không gian ở đây ha. Trong khi mà chờ chế biến món ăn á, thì mình sẽ đi vòng vòng để quay cho mọi người xem cảnh biển Tân Thành như thế nào nha. Và ở đây á, thì mình sẽ không tắm biển. Cũng rất ít người đi biển Tân Thành mà tắm lắm mọi người. Mặc dầu nước biển hiện nay á, mình vẫn tắm được nha. Chủ yếu á, là mình đến đây để ăn hải sản, rồi nhìn ngắm biển, tìm chút hương vị của biển mà thôi. Bây giờ thì xin mời mọi người mình đi một vòng ở đây nha. Giờ này mình ghé đây là 12 giờ trưa rồi, nhưng mà hôm nay không hiểu vì sao mưa quá trời. Mưa rỉ rả đó, mưa phùn đó mọi người. Đó, nên cái thời tiết nó cũng không tốt mấy cho lắm. Nên mình chỉ đi dạo vòng vòng ở đây thì cũng có những cái bà con mình ở đây rất là nhiều luôn nè. Với lại khách du lịch đi mình cũng chọn được cái món ăn ở ngoài phía ngoài kia rồi. Rồi ra ngoài thì mình sẽ quay những cái món ăn giá cả như thế nào để mọi người mình cùng tham khảo nha. Trước tiên thì mình sẽ đi vòng vòng để tham quan cái khu vực ở đây nha mọi người. Đó, phía trước là khu vực biển cũng như là resort nhà hàng ở dưới đây. Cũng đã lâu rồi mình không có đi biển Tân Thành nên không biết như thế nào đây, thì mình sẽ đi dạo rồng rồng ha. Có gì quay đó cho mọi người mình cùng xem à. Ngay đây không biết cái khu resort gì bỏ quang ở đây nè mọi người. Nhìn rất là hoành tráng luôn. Có những cái thùng những chú chim rất là dễ thương ha. Bỏ rác vào đây. Không được bỏ bậy bạ nha. Phía bên tay trái của mình thấy có cái nhà tắm nước ngọt ở đây nè mọi người. Không biết cái biển này thường thường bà con mình đi chắc không có đi tắm đâu. Không tắm thường thường ở đây. Dưới biển này nó màu phù sa, nó màu đục, nó không có như cái biển Vũng Tàu mình á, nên không biết có tắm được hay không. Có thể bà con mình hứng rồi, với lại cái không gian này thì những trẻ em có thể xuống đây tắm, nhưng mà người lớn chắc cũng e dè và ngại lắm đó mọi người. Trời hơi u ám, hình ảnh nó cũng không được đẹp mấy đó mọi người, không có sáng. Thì dọc theo cái bờ biển này nè, mình thấy một loạt là nhà hàng luôn, rất là nhiều nhà hàng ở đây. Hương biển mình đi ké vào trong những cái khung nhà hàng này. Hôm nay cũng rất là nhiều bà con mình đi du lịch ở đây. Mọi người nghe cái tiếng sóng biển không mọi người? Đó, nó đánh đó. Mình đang đứng ngay cái bờ kè luôn nè. Dưới đây có rất là nhiều bậc tam cấp ở dưới đây. Nó dài hẳn ra phía xa ngoài đây luôn nè mọi người. Đó. Xa múc chỉ ăn đẳng luôn á. Cũng có những cái chòi, những cái view để ngắm ra biển. Phía ngoài mình thấy có rất là nhiều cái chông trống. Ngay đây có cái chòi lá. Chòi lá này nó có một cái cây cờ rất đặc biệt luôn. Bước xuống vài bước cho mọi người mình xem ha. Sóng biển nó vỗ vào những cái thành này nè, nghe rất đã. Văng lên luôn á mọi người. Cái màu nước này nó mang nhiều phù sa cát nên nó hơi bị ngầu ngầu á mọi người, gọi là ngầu ngầu. Đục thì lắm thì cũng không có đục, mà trong thì nó cũng không trong đâu. Ở đây mình thấy có nhiều cái con ốc gì nó li ti, nó lẳng tẳng ở đây quá trời luôn nè. Rất là nhiều luôn nha. Trên cái thềm này mấy con ốc này nó còn sống đó mọi người, chứ nó còn sống đó nha. Mà rất là nhiều luôn nha, cái dài lên cái thềm này luôn nè.
Ở đây có một cái nhà chờ. Nhà chờ này có những cái bục đây nè, có thể mình tắm, mình ngồi ở đây mình hóng á mọi người. Phải nói là cái tiếng sóng biển ở đây rất là đã luôn, đã tai luôn mọi người ơi. Phía ngoài đây là cái cầu huyền thoại ở biển Tân Thành này, hầu như ai đi biển á cũng đều ra cái cầu này hết, dài ra phía ngoài kia luôn ha, rất là dài ra tới xa xa phía ngoài luôn, ngay cái chòi đó luôn á mọi người. Đó, thấy có một cái tàu ở đây nữa nè. Đó, lâu lâu về đứng đây rất thư giãn luôn. Nãy thấy có đám bé này tắm dưới đây dở lên rồi. Trời này lạnh lắm, trời mưa phùn nữa. Mưa này hơi bị lạnh luôn á, mình tắm chút xíu là chịu không nổi đâu. Bục ở đây ngồi rất là nhiều á. Nhà hàng ở đây là đa số là lợp bằng lá dừa nước không nha mọi người. Đó, dưới thì cột đổ. Mấy cái chòi này là chưa nắng, mình ngồi mình ăn uống hoặc mình nhậu là thôi, mát mẻ cực kỳ rồi, khỏi phải bàn luôn á. Không biết bao nhiêu cái ghế dự phòng ở đây, mỗi cái ghế nó đều có mã số là MT nè mọi người. Ngồi chờ tắm biển, nghỉ ngơi ngắm biển á, ngắm ra ngoài biển á, cạnh một cái cây cầu huyền thoại ở đây. Cầu này xưa đông nghịch á. Phía xa xa ở phía bên này á là những quán ăn gia đình ha, chòi lá rất là nhiều nha mọi người. Mỗi cái chòi vậy đó, mỗi cái dãy như vậy đó, là một cái quán ăn riêng biệt hết á. Cái cụm phía bên đó, cái lợi thế của những cái quán ăn này á, là mình ngồi mình ăn thưởng thức những cái món ăn ngon, rồi mình sẽ ngắm biển luôn ha. Có thể là mình sẽ đi xuống luôn á, đi xuống biển để mà mình bắt con này con kia. Ở đây mình thấy con cá thòi lòi rất là nhiều luôn nè mọi người. Đó, phía ngoài này. Đây, đây là cái cầu nè, mình đang đứng lên nè. Nó bị sức mẻ tùm lum tà la hết đây. Rồi mưa nước nó đọng ở đây nữa nè. Phía xa xa là cái bờ kè nè mọi người. Cái bờ mà để chấp danh với biển đó, không cho ra ngoài đó đó. Hành lang bảo vệ an toàn á. Những cơn sóng biển ở đây rất là đẹp luôn. Mình cũng kịp ghi lại những khoảnh khắc này. Có những tàu đánh cá ở đây nè mọi người ha. Phía trước này hình như là nó có một cái rào chặn rồi, mình không thể nào mình đi ra thêm được nữa. Phía ngoài đây, cũng có vài cái bậc mình đi xuống như vậy nè mọi người. Mình xuống biển mình tắm á. Đó, đứng đây nghe sóng biển vỗ về rất là đẹp luôn. Này là dợp hả? Dợp này nhiêu ký em? 60 ngàn. Một con mập uống ngon quá ha. Rồi mời tất cả mọi người nha, mình dùng thử con nha. Rồi ngon chứ. Đậm đà không? Ừ, ngon á. Làm thử miếng vô dâm thôi. Ngon á. Quá ngon.
Cua. Đây là cua. Cua này làm gì? Sà me. Cua này sà me. Chắc là to. Cua này nhiêu ký à? 300. 300 ngàn ký. Nhìn cái càng nó. Đó. Thì nó ăn nhiêu à? Cái này là cái món nghêu. Nghêu hấp xả. Con nghêu mọc ú rồi mọi người ơi. Ủa nghêu này nói nhiêu ký quá nè? 60. Nghêu này 60 ngàn ký nha. Thử con à. Xin mời tất cả mọi người nha. Mùi vị này như có cà ri phải không? Củ gì hương sắp tới. Sắp tới hả? Còn cái con này nãy mình quay nè. Cái con này nó còn sống luôn nha mọi người. Ốc hương. Ốc hương này nhiêu ký nha? 150 ngàn một ký. Coi như là mình đi 2-3 người. Thì ngón nào ngon thì ngón như vậy. 2-3 người mình mua 4 món như thế này là ăn là một nghỉ luôn nha mọi người. Cái nào cũng tươi ngon cả. Ở đây là mình ngồi tại một cái quầy hải sản ở phía ngoài nha. Phía ngoài đây nhờ chế biến luôn ngay chợ đó, chứ mình không có vô quán nhà hàng nha mọi người. Thì ăn ở đâu thì mình nói đó thôi. Ở phía trong thì vẫn có quán ăn nhà hàng rồi lá, nhưng mà mình ngồi ở đây. Món này ngon nè. Thử món này là món gì ngon nè. Món này chưa thử, món này chưa thử. Nhưng mà cua thì chắc. Con này là tươi, hồi nãy còn sống luôn á mọi người. Con nào cũng tươi á. Ăn vẫn nhớ cái hương vị của cái món này. Giọt, giọt này ngon. Đậm đà. Thôi anh thử món miếng này. Để dây cắn luôn. Bẻ ra, bẻ ra đi. Bẻ không nổi. Nó chắc quá. Bẻ nó cứ ngắt. Kiếm miếng khác đi. Không có cái kéo nè. Đây là một cái que thôi nha mọi người. Mà thịt nó rất là nhiều luôn nè. Chắc. Rồi bây giờ mình dùng thử nha. Rồi. Ngon lắm hả? Ngon dữ dằn không? Ngon dữ dằn luôn. Cái này là thịt thông nha mọi người. Để mình thử coi nó ngon hay không. Nếm nếm như thế nào. Xin mời tất cả mọi người nha. Thịt này ngon, chắc, nêm nếm cũng vừa, nêm nếm vừa phải nha mọi người. Món này ngon, đầu tiên là món này nè, món này ngon nè. Thứ hai, bây giờ mình sẽ thử một cái con ốc, ốc hương này như thế nào. Đây là cái ruột con ốc hương nè mọi người. Là nãy mình thấy nó còn sống luôn á. Cái này có chấm gì không? Bây giờ mình chấm nước me của con cua này ha. Rồi, xin mời tất cả mọi người nha, cùng thử nha. Ghê mà.
ngon. Thôi mà hai món này bằng nhau nè, món này với món này ngon bằng nhau á. Còn món này là ngon nhất nè, rồi đến cuối cùng là món này. Quá trời luôn, giặt không à mọi người ơi. Còn đây là cái càng mình bóc sẵn nè, của con cua này. Con cua này nãy nhiêu ký em? 300. Ha? 300 gram hả? 300 ngàn. Không, ý là nhiêu ký á, có cần không? Ký không? Ký bà ta còn. Ký bà con hả? Thật không? Đây là cái bill mà mình vừa ăn xong nè mọi người. Cua là 304 nè, nghêu 60, ốc hương 60, giọt 60 là 484, cộng với tiền công là 160 ha. Và tất cả là 644 nha. Cái bill thứ nhất nè, cái bill thứ hai là mình chế biến món ăn á, tiền công á. Đó. 160 nha. Là 4 món đó mọi người ơi. Ăn không nổi còn dư đem về nữa nè. Tay dừa hải sản toàn trang. Hải sản này nó ngay chỗ bãi biển luôn nè mọi người. Ăn cũng khá ngon, khá hơi lòng. Rồi vài hình ảnh gửi về một cái khu du lịch biển Gò Công Đông. Đó là cái biển này là hồi xưa nổi tiếng lắm nha mọi người. Bây giờ thì cũng tạm tạm và cũng có khách du lịch viếng hàng ngày, thì gửi đến mọi người xem để tham khảo, để có nếu có cơ hội thì mọi người cứ ghé đây chơi. Rồi em cũng xin dừng video clip tại đây nha mọi người. Chúc tất cả mọi người, bà con cô chú bác mình được thật nhiều sức khỏe nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha.